Trà chanh gừng là loại đồ uống thảo mộc hoàn toàn tự nhiên, có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng lại không thích hợp với một số người và một số loại thực phẩm khi kết hợp cùng. Vậy, những ai không nên dùng trà chanh gừng và không nên uống trà chanh gừng cùng với thực phẩm nào? Trà chanh gừng có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch. Cả chanh và gừng đều chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại vi khuẩn và virus, giảm viêm và đau. Gừng có chất chống viêm giúp giảm đau và sưng, hỗ trợ tiêu hóa. Gừng giúp kích thích tiêu hóa, giảm chứng khó tiêu và đầy hơi, hỗ trợ giảm cân. Trà chanh gừng có thể giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và giúp làm giảm cân, giảm stress. Mùi thơm của gừng và chanh có thể giúp giảm stress và thư giãn. Tuy nhiên, trà chanh gừng không thể thay thế cho việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống năng động. Vậy, ai không nên uống trà chanh gừng? Trà chanh gừng là một loại thức uống tự nhiên thường an toàn cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, một số người có thể gặp phải tác dụng khi sử dụng, do đó cần dùng thận trọng hoặc không nên dùng. Có thể gây dị ứng. Một số người có thể phản ứng dị ứng với gừng hoặc chanh, dẫn đến phát ban, ngứa hoặc khó thở. Nếu bạn biết mình có phản ứng dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong trà chanh gừng, nên tránh dùng loại thức uống này. Khó chịu dạ dày. Chanh có thể làm tăng độ chua trong dạ dày, gây ra cảm giác khó chịu hoặc đau dạ dày. Những người đang có vấn đề về dạ dày do thừa axit không nên dùng. Làm loãng máu. Gừng có thể làm giảm khả năng đông máu, nên những người đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc có vấn đề về đông máu nên thận trọng. Tăng đường huyết. Gừng có thể tăng mức đường trong máu, nên những người bị tiểu đường nên thận trọng hoặc không nên dùng. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Mặc dù gừng thường được sử dụng để giảm buồn nôn trong thai kỳ, nhưng nếu dùng quá nhiều có thể gây ra vấn đề, nên thảo luận với bác sĩ trước khi sử dụng. Vậy, không nên uống trà chanh gừng cùng với loại thực phẩm nào? Một số thực phẩm và thức uống không nên uống cùng với trà chanh gừng. Thứ nhất là sữa. Gừng và sữa có thể gây ra một số phản ứng không mong muốn khi được kết hợp, như khó tiêu hóa. Nếu muốn thêm sữa vào trà của mình, hãy chắc chắn rằng bạn không có bất kỳ triệu chứng nào không thoải mái sau khi uống. Tiếp theo là cà phê. Cả gừng và cà phê đều có thể kích thích dạ dày và gây ra một số vấn đề như đau dạ dày hoặc chứng ở chua. Nếu bạn có dạ dày nhạy cảm, hãy tránh kết hợp cà phê với trà gừng. Thực phẩm cay. Gừng có tính chất kích thích và có thể làm tăng cường độ cay của thực phẩm. Nếu bạn không quen với thức ăn cay, hãy tránh kết hợp trà gừng với thức ăn cay. Thực phẩm chứa axit. Chanh và gừng trong trà chanh gừng đều chứa axit, vì vậy kết hợp chúng với thực phẩm khác chứa axit như dứa hoặc cam có thể làm tăng độ axit trong dạ dày. Lưu ý, mỗi người có thể có phản ứng khác nhau với các loại thức ăn và thức uống. Do đó, khi dùng bất cứ đồ ăn, thức uống nào, cần lắng nghe cơ thể. Khi uống trà chanh gừng hàng ngày và bắt đầu cảm thấy bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy ngừng uống. Nếu bạn có bất kỳ tình trạng sức khỏe cụ thể nào, hãy trao đổi với bác sĩ trước khi thêm trà chanh gừng vào chế độ ăn uống của mình.